Hola, ông xin chào cô chú. Phần hôm nay thì bên hẹp bên con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu damari đang hoa và đang nụ. Và ngày hôm nay thì bên hẹp bên con đang có rất là nhiều mặt hoa và con sẽ giới thiệu các cô chú mình từng mã số và từng mặt hoa luôn. Và số thổ của bên con là 0908 846 804 và địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì bên hẹp bên con sẽ xuất ra với giá tiền là 200 tới 230 nghìn một giò. Cây là cây vừa nụ vừa hoa nha chú, và cái hoa damarin nó rất là lâu tàn ha. Và ở đây con sẽ giới thiệu của chú mình cái hình cây của nó. Cái mặt hoa damarin đầu tiên đó là cây vàng lưỡi cam nè cô chú, hoa rất là đẹp ha. Cánh là cánh trắng tinh luôn. Cánh trắng lưỡi cam, mã số của nó là mã số 1. Và cái bụi này là cực kỳ nhiều thân nha cô chú. Đây, rất là nhiều thân luôn nè. Đó. Bụi này rất là nhiều thân ha. Và giá tiền của cái giò này bên con đang bán á là 230 nghìn, dài tầm khoảng 40 cm nè. Một số thân ở đây vẫn còn nụ nha cô chú, đang có nụ luôn. Mã số của chậu này là mã số 1 và giá tiền của nó là 230 nghìn cho mã số 1. Đây là dòng damari nha cô chú, mã số 1 giá là 230. Cây này là cực kỳ khỏe luôn nha cô chú, mã số 1 230 nghìn, đây là dòng damari. Đây là mã số 2 nha cô chú, và cái mặt hoa damari này nè, nó là màu cam nha cô chú. Cánh cam và lưỡi cũng là lưỡi cam luôn, mặt hoa ở ngoài rất là đậm luôn á. Đó, đây là dòng damari ha. Và giá tiền của nó là 230 luôn, mã số là mã số 2. Cây này thì nó đang lên rất là nhiều mầm nha cô chú. Đang lên mầm cực kỳ khỏe luôn á. Đây là dòng damari ha, mã số là mã số 2. Cây đang lên mầm nè, đó, rất là lực luôn á. Mã số là mã số 2 và giá tiền của nó là 230 ha cô chú. Cây rất là khỏe, rất là mập. 230 nghìn. Cây này là màu cam nha cô chú, cánh cam lưỡi cam luôn. Mã số 2 230. Thước thì cộng lớn nhất thì đang dài tầm khoảng cỡ 50 cm á. Và một số thân ngắn thì tầm khoảng 40 nè, nó có thân thì tầm khoảng có 20 cm. Và mã số là mã số 1 ha, giá tiền. Xin lỗi chú, đây là mã số 2, giá tiền là 230 nghìn, bộ rất là nhiều thân. Mã số 2 230. Tiếp tục đây là chậu damari nha cô chú, và lưỡi cũng là lưỡi cam luôn. Và cánh của nó thì cánh nó hơi trắng tí. Đó. Lưỡi là lưỡi cam nha cô chú, và cái mặt hoa này thì nó rất là lâu tàn ha. Đây là dòng damari nè. Đây là cây lưỡi cam ha, cánh là cánh trắng nhưng mà nó có hơi phớt đỏ xíu. Và hình cây này nói chung là cây này nó cũng rất là mập và nhiều thân ha. Giá của nó cũng là 230 nghìn luôn nha cô chú, đồng giá. Và bụi này rất là nhiều thân ha, thân cực kỳ mập luôn, nó vẫn còn nụ trên thân nè. Và kích thước của cái giò này thì nó dài tầm khoảng từ 30 cm nó lên tới 45. Và giá tiền của nguyên giò là 230 nghìn, mã số của nó là mã số 3. Đây là dòng damari nha cô chú, mã số là mã số 3. Giá của nó là 230 cho mã số 3, là damari. Đó, mã số 3 230 nghìn. Và đây là chậu mã số 4 nha cô chú, con đã có quay từng mặt hoa cho các cô chú mình xem rồi, nên cô chú mình cứ lựa mặt hoa mà tham khảo ha. Và giá của cái giò này cũng là 230 nghìn luôn, mã số là mã số 4 nha cô chú. Và thân lớn thì vẫn còn đang nụ nè. Nó nụ là nụ ở trên ngọn, và một số cái nách lá thì nó vẫn cho nụ bình thường nha cô chú. Nụ là từ ngọn tới nách lá luôn. Và giá tiền của nó là 230. Thân dài nhất thì tầm khoảng có 45 cm ha. Và giá tiền là 230 nghìn, mã số là mã số 4. Tiếp tục mã số 5, và cái này là cây lưỡi đỏ nha cô chú, mã số là mã số 5. Giá của nó cũng là 230 luôn, này là lưỡi đỏ. Và kích thước thì nó cũng dài tầm khoảng cỡ 40 đến 43 cm. Và giá tiền của nó cũng là 230 ha. Mã số của nó là mã số 5 nha cô chú. Đây là dòng damari, mã số là mã số 5, giá là 230. Bụi này nó cũng nhiều thân nha cô chú, 230 nghìn cho mã số 5. Cây này thì nó vẫn còn đang có nụ nè, đang có nụ nè. Đây, đang sưng mắt nha cô chú. 230 nghìn cho mã số 5. Đây là mã số 6 nè. Cây này là cây màu vàng cam ha, lưỡi là lưỡi vàng cam. Bụi này thì nó cũng nhiều thân luôn. Mã số của nó là mã số 6, và kích thước của nguyên giò này là nó đang dài tầm khoảng cỡ 30 đến 35 cm đó. 30 nè. Này, và cây là cây đang nụ nha cô chú, đang có nụ luôn, vừa nụ vừa hoa. Và giá tiền của nguyên chậu này là 230 nghìn. Mã số của nó là mã số 6 nha cô chú, 230 nghìn mã số 6. Tiếp tục đây là chậu damari lưỡi đỏ nha cô chú, mã số là mã số 7, giá là 230 nghìn cho mã số 7 ha. Damari lưỡi đỏ nè, bụi rất là to, rất là khỏe nha cô chú. Và kích thước đang dài tầm khoảng có 45 cm, cây là cây đang nụ ha. Giá của nó là 230 nghìn cho mã số 7. Đây là dòng damari nha cô chú, cực kỳ sang hoa luôn và rất là dễ trồng. Mã số 7 230 nghìn. Tiếp tục đây là một cái cây lưỡi vàng rất là đậm nha cô chú, bông này cực kỳ đậm luôn á. Và kích thước của nó là dài là tầm khoảng cỡ 35 gần 40 cm, 40 á. Và cây này cây chuẩn bị đang hoa, nó vừa đứng ngọn và chuẩn bị hoa ha. Nói chung cái dòng damari này thì mỗi lần đứng ngọn sẽ cho hoa một lần nha cô chú. Và mã số của nó là mã số 8, giá tiền của nó là 230 nghìn cho mã số 8. Cây rất là khỏe, nó đang lên mầm rất là lực luôn nha. Và cái dòng damari rất là sai hoa nha cô chú, mã số là mã số 8, 230.
đây là mã chính nha cô chú, và cây này là cũng là cây lưỡi đỏ luôn. À, lưỡi cũng rất là đậm nha cô chú. Ở ngoài cái viền là màu hồng và ở bên trong là màu đỏ nè. Và kích thước của nó thì nó đang dài cũng tầm khoảng cỡ 40 cm, và cây là cây đang lên mầm ha. Cây này có đang có hoa luôn, và cái dòng Damari này hoa của nó rất là lâu tàn ha. Nên các cô chú mình cứ về mình yên tâm mình chơi. Cái mặt hoa này nó phối hai màu rất là đẹp nha cô chú. Ở viền ngoài là màu hồng nhạt nè, và ở trong là màu đỏ rất là đẹp. Giá là 230 ha. Và mã số của giò này là mã số 9, 230.000 trên mã 9. Và đây là mã số 10 nha cô chú. Cây này là cây đang nụ nè. Và cái dòng Damari này nó còn có một cái tên gọi khác nữa là Dendro lông đó cô chú. Tại vì trên thân của nó đang có một số lông nè ha. Thấy có lông không? Đó. Cây này là cây đang nụ nha cô chú. Mặt hoa thì còn đã có giới thiệu các cô chú nè, đang hoa trên thân luôn. Và giá tiền của nó là 230 ha. Mã số của nó là mã số 10. Kích thước là tầm khoảng cỡ 40 cm cho mã số 10. Đây là dòng Damari nha cô chú. Đó, mã số là mã số 10. Giá của nó là 230.000 mã số 10. Đây là mã số 11 nha cô chú, và đây là cây nó màu này là màu cam nè, cam hồng á. Và giá tiền của bụi này cũng là 230.000 luôn. Và mã số của bụi này là mã số 11 nha cô chú, giá là 230. Thân là thân vàng rực luôn á. Kích thước là tầm khoảng 35-40 nè, đó. Mã số của nó là mã số 11, giá là 230.000 cho mã số 11. Và đây là mã số 12, và giá tiền của nó cũng là 230.000 luôn cô chú. Cây này là cây đang nụ luôn ha. Và mã số là mã số 12, giá là 230.000. Cây rất là khỏe, rất là đẹp nha cô chú. Mã số 12, 230. À, rất là sung luôn, rất là khỏe. Và kích thước thì cái thân này nó đang dài tầm khoảng 40-45 cm. Cây là cây đang nụ ha. Và giá tiền của nó là 230, mã số là mã số 12. Tiếp tục đây là cây lưỡi vàng nha cô chú, và giá tiền của nó cũng là 230.000 luôn. Cây này đang có vừa hoa nè, đang nụ ha. Và kích thước thì nó đang dài là tầm khoảng cỡ thân ngắn nhất á tầm khoảng 20 nè. Đó. Và thân dài nhất thì tầm khoảng 35-40. Và giá tiền của nguyên giò này là 230 nha cô chú, mã số là mã số 13, 230.000. Và đây là nó cũng có giá tiền là 230 luôn. Kích thước thì đang dài tầm khoảng cỡ 35 cm nè. Mã số là mã số 14, 230.000 cho mã số 14. Và đây là mã số 15 nha cô chú, và cái mặt hoa này rất là đẹp ha, và giá tiền của nó là 200.000 tại vì thân nó ít và kích thước là tầm khoảng cỡ 40 cm ha. Cây này vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú, và cây đang nụ luôn, đang có nụ mà vẫn còn đang đi ngọn nè, đây đang đi ngọn nè, và một thân nụ. Giá tiền của nguyên giò này là 200.000 ha. Mã số của nó là mã số 15, 200.000 cho mã số 15 nha cô chú. Giá rất là êm ái luôn, 15 200. Đây là cây mã số 16 nha cô chú, giá của nó là 200.000 luôn. Cây này rất là nhiều thân nè đó. Và giá tiền này cũng là 200 luôn, đang lên rất là nhiều mầm ha. Và cây này thì vẫn còn cây đang nụ luôn cô chú. Kích thước thì dài tầm khoảng có 40 cm nè. Cây là cây đang nụ ha. Ống mướt rất là đẹp luôn. Và giá tiền là 200.000 nha. Mã số là mã số 16, 200.000. Đây là chậu lưỡi cam nha cô chú. Cái lưỡi nó bị hư rồi, mình chọn nở nụ khác mình chơi ha. Và giá tiền của nó cũng là 200 luôn. Mã số của chậu này là mã 17 ha. Và kích thước thì tầm khoảng có 35 cm nha. Mã số là mã số 17. Và giá tiền của nó là 200.000 nha. Mã 17, 200. Tiếp tục đây là mã số 18 nha cô chú. Và giá tiền của nó cũng là 200 luôn. Thân lớn này vẫn còn đang đi ngọn nè cô chú. Và nó đang có nụ, vừa nụ mà vừa hoa nè. Đang có hoa nở nè, rất là đẹp. Và giá của nó là 200. Mã số của nó là mã số 18, 200.000 cho mã số 18. Đây là chậu đen lông mã số 19 ha. Và giá tiền của nó cũng là 200 nha cô chú. Cây là cây đang nụ ha. Bụi này thì có một số mầm đang lên rất là khỏe nè, đang nụ luôn. Giá tiền của nó là 200 và kích thước tầm khoảng có 40 cm, giá 200.000 nha cô chú. Cây đang nụ nè. Và cái dòng ba Damari là cánh sáp nó rất là lâu tàn nè. Mã số của chậu này là mã số 19, giá 200. Và đây là chậu Damari mã số cuối cùng nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 20. Và đây là hình cây nè. Bụi này nó cũng nhiều thân, tầm khoảng 4-5 thân nha. Và cây này thì nó chỉ mới nở hoa thôi, về mình chăm sóc lại ha. Và kích thước là tầm khoảng cỡ 30-40 á. Và giá tiền của nó là 200.000 nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng, và mã số là mã số 20. Đây là dòng Damari ha, mã 20. Giá tiền của nó là 200.000 cho mã 20. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.